Mình tên là Thủy, mình đến từ Sơn Động, mình đến điều trị tủy. Trước cái răng của mình là nó kiểu như là nó bị cái chân răng ấy nó bị lợi nó chùm lên. Mình đã phẫu thuật một lần rồi và sau đó nó lại tái lại. Mình cảm thấy là nó rất là vướng và mình không thể nhai được cái bên răng bên đó. Em thấy khi điều trị xong thì mình có thể ăn uống và nhai nó thoải mái. Em thấy bác sĩ ở đây thì thân thiện, môi trường thì sạch sẽ, thoáng mát. Em nghĩ là mình nên, nếu mà gặp vấn đề về răng thì mình nên đi thăm khám và điều trị sớm.